Với người yêu thích công việc gia đình, thì những nội dung mà chương trình Ở Nhà Chủ Nhật Tháng 6 này mang lại thật thiết thực và bổ ích. Nó là những mẹo giúp bạn sửa được bình đun nước, hay đơn giản chỉ là có được ủng hộ quần áo hỏng thiêu trong thời gian ngắn nhất. Thế còn nếu như tôi hỏi là anh có thường xuyên là quần áo giúp chị Hà không, thì câu trả lời của anh như thế nào? Ở Nhà Chủ Nhật, người bạn thân thiết của những người nội trợ.